trên bao đình và lấy. Tôi thấy có một hiện tượng lạ, tôi thấy một hình trái tim cứ như mà tôi là đạo Phật. Tôi dụi mắt thêm một lần nữa, tôi thấy. Nhưng mà các ông Chúa Giê-xu, ông lại nói tiếp về ông. Muốn thành công, chấp nhận trải qua đáng kể ngọt bùi. Muốn đi vượt tiền, chấp nhận mạo quyền nhưng trong tầm kiểm soát. Sau này chỉ có chịu khó cần cù thì mới có ăn. Còn những cái loại không làm mà đòi có ăn thì ăn đầu nha, ăn cứt. Cách tách và xét khỏi cái dạng một chút một cách nào thì có nhiều cách khác nhau. Cách tách chuẩn nhất thì gọi ngay vào đồng nai xuất lại cái gì thì nó là sai. Tuần này có phải chữ tuệ lập tuyết chưa? Chưa gặp trường hợp nào mà mình như thế này rồi thật. Anh chị nào vô cùng xin lỗi chị chúng mày. Mà chưa phải tôi đớn cho mình nhặt thằng thanh co này. Không có gì vui, chúng ta không nên tạo. Mày chữ thầy mất dạy cho con người đó. Tôi xuống đây nè. Không có gì vui, chúng ta không nên tạo. Mấy viên